Em xin giới thiệu, đây là dàn mini cao cấp model là Kenwood ODA 77. Dàn này full chức năng và rất là nhiều chức năng mà hiện nay các anh có nhu cầu sử dụng trên một bộ dàn. Chức năng full như sau: CD, MD, hoạt động ok. Mình có thể nghe nhạc qua USB. Phía sau thì có thẻ nhớ SD và có hỗ trợ ngõ súp để mình kết nối súp điện rời. Có ngõ out kết nối điện thoại, TV, máy tính. Và đặc biệt dàn này chỉnh được bass, treble, super bass siêu trầm, chỉnh được chế độ equalizer, hầu như là chỉnh mọi chế độ full trên cái bộ dàn, không cần remote và không cần khiển nha. Một bộ dàn mà em nghĩ là chút xíu em test các chức năng, mỗi chức năng 1 phút thôi thì cái clip test này nó sẽ dài lên 7-8 phút. Rất là dài, vì em muốn test full luôn, hết luôn cho các anh tham khảo trước khi mình quyết định mình mua. Thì em nghĩ nếu mà mình sử dụng cần một bộ dàn nhỏ để cho phòng ngủ hoặc dàn nhỏ để cho phòng khách tầm 20-25 m², thì đây là một bộ dàn mà các anh nên cân nhắc để sở hữu và sử dụng. Vì full chức năng, hình thức lại bắt mắt, trong khi đó thì rất là tiện lợi, vừa có thẻ nhớ SD, vừa có USB, vừa có điện thoại CD, MD và hỗ trợ rất là nhiều về cái tùy chỉnh trên bộ dàn như bass, treble, ba lăng, siêu trầm, super bass, chỉnh equalizer, lọc âm. Thì đương nhiên nó sẽ cho ra một chất lượng âm thanh hay, sâu, chất lượng hơn những bộ dàn mà thiếu chức năng. Thì nếu mà em BR nói nhiều quá thì các anh sẽ khó lòng mà cảm nhận được chất lượng của bộ dàn này. Thì thôi, mình đầu tiên mình nghe trước một bài hát qua đĩa CD. Bây giờ mình nghe qua CD trước đi nha, sau đó sẽ làm MD, USB và cuối cùng là thẻ SD. Các anh nghe thử một đoạn đi, rồi em sẽ giới thiệu thêm nha. Thì qua CD thì em sẽ chỉnh bài 6 tháng quân hành. Mình sẽ nghe bài số 6. Các anh thấy bass nó như thế nào? Quá khủng. Quá khủng không? Em đã chỉnh bass lên tới mức số 6 nha. Tôi đi tìm đời linh bó lại sau thư sinh hay buổi học hành, đường đời không hướng đi và tình đời không ước hẹn, khi non sông chìm trong khói lửa vẫn làm trai ngoảnh mặt sao lại. Đêm ánh sao trời căn gác nhỏ đô thành, tình yêu thương vui đầu mình chia tay, rượu hồng ly chưa cạn mà người yêu đã ra đi, em có buồn không em? Ba tháng quang trung xa mềm nắng đổ, mồ hôi thấm giọt ướt vai ai, đồng đế đêm ngày nghe gió đổ cây giữa sương không làm nặng. Các anh thấy thế nào? Nghe một đoạn nhỏ qua tiếng hát Quang Lập thì lúc nào cũng vậy, nhạc của trung tâm để đời nó sẽ thiên bát, nó đẩy cái tông bát rất là cao, nên các nào thích tiếp bát nhiều thì mình cứ chỉnh thôi. Thì vừa nghe một đoạn CD thôi, thì bây giờ mình sẽ nghe một đoạn MD. Trong lúc nghe MD em sẽ hướng dẫn các anh chỉnh bass, treble, siêu trầm, super bass và một số tùy chỉnh khác trên cam ly này nha. Đĩa MD á, là đĩa của Nhật, bên em có bán và chép nhạc theo cầu. Đĩa MD mình có thể xóa, chép nhạc thoải mái, có tuổi thọ lên tới vài chục năm. Và bên em sẽ nhận chép theo yêu cầu các anh thích ca sĩ nào, bài hát nào thì liên hệ để em chép vào đĩa MD nha.
các anh vui lòng để mà đi là em bán không có tặng nha. Đa phần các anh hay kêu em tặng á, cái này là em hàng đĩa mà đi của em là hàng đấu giá, đĩa rất là đẹp nha. Thì bây giờ mình nghe trước nào em mà đi. Em sẽ lấy CD ra nha. Thông thường bên em sẽ test đĩa Phono Maxell như vậy, chỉ 50.000 một đĩa nha. Mình nghe bài Cát Bụi của ca sĩ Khánh Ly. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các anh chỉnh bass treble trên vàng nha. Ở đây nó có chữ setup demo, setup demo. Mình sẽ chọn sound setup. Ở đây nó có D bass tức là siêu trầm. Em đang chọn mức số 4. Mình có thể chọn lên xuống tùy thích. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Bây giờ mình tiếp tục mình qua chữ tông nha. Mình enter, nhấn nút chính giữa enter. Ở đây bass thì nó lên tới cộng 8 và trừ 8 nha. Đây nó sẽ lên cộng 8 và trừ 8. Để một mai tôi về làm cát bụi. Em sẽ chọn bass ở cộng 6, enter nha. Và mình qua treble. Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Treble em cũng chọn cộng 6 luôn. Làm kiếp con người. Ngoài ra mình có menu equalizer lọc âm thì em sẽ không chỉnh, tại vì em chỉnh bass treble và bass rồi. Còn chỉnh được 35. Mình sẽ thoát qua qua chữ return rồi nha. Ở đây nó viết chữ exit. Chỉnh rất là nhiều trên vàng. Mình qua bài số 3, mình sẽ nghe thấy được cái chất âm của cái bài Sầu Lẻ Bóng. Em sorry nha, em lỡ tay nó nhắn hút cái bài Sầu Lẻ Bóng. Các anh thấy như thế nào? Một bộ vàng mini mà bass đánh ra nó chắc như vậy. Khi mất nhau rồi tim tôi thành sỏi đá, đêm đêm chập chờn trong giấc ngủ, nghe mình như dòng suối trôi qua. Chắc cái tiếng bass sau khi mình chỉnh á, nó ra cái phần chắc các anh thích là chép lên nữa thì mình cứ chỉnh chép thêm nha. Hiện tại super bass siêu trầm em chỉnh mức số 4, bass anh chỉnh mức số 6 và chép em cũng chỉnh mức số 6. Em sẽ quay gần cái mặt phi nhôm nha, cho mình thấy rõ trước khi mình quyết định mình mua. Đương nhiên rồi, hàng bãi nội địa Nhật sẽ có xuất xác vài nơi không đáng kể, nhưng mà ở mức độ như vậy là quá ok đúng không? Em sẽ quay gần cho các anh xem bốn cái đèn led đây, nó bị chá sáng nha. Bốn cái đèn led màu xanh rất là bắt mắt, ở ngoài nó đẹp hơn nhiều do nó chá ánh đèn em gọi xuống á. Đây em quay gần cái củ lo nha. Công suất âm ly là 66W nha. Và công suất của loa là 60W trên cặp loa. Chiều cao của loa là 28cm. Chiều ngang của cả bộ vàng là 55cm. Đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Bây giờ mình sẽ qua chức năng USB. Ở đây có USB nè. Mình lay nha. Mình nghe bài Cát Bụi Cuộc Đời. MD không, em không có bán CD nha. Bây giờ em quay mặt sau, clip quá dài rồi, mình quay mặt sau. Ở phía sau này nó còn một khe để thẻ SD. Mình chỉ cần bỏ thẻ vào đây thôi. Mà thật sự có USB rồi thì mình chắc sẽ không có sử dụng thẻ, tại vì hai chức năng này tương tự. Kenwood UDA 77, công suất âm ly là 66W. Đây là dây cắm anten AM/FM, FM là 90 nha, 90 MHz, sản xuất năm 2008. Vàng này thì có hỗ trợ ngõ súp, đây hỗ ngõ súp để mình kết nối súp điện rời. Lo là Kenwood UDA 77, 60W trên cặp lo. Âm ly rất là to nha, so với những mini khác, âm ly này to gấp đôi và nặng gấp đôi luôn. Đây là tổng thể mặt sau. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào
mua dàn mini Kenwood UDE 77 xì liền hả em?